Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cho biết đang xác minh và xử lý nghiêm chương trình thời trang của nhà thiết kế Tường Danh sau ý kiến của dư luận về các thiết kế phản cảm trong show. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP HCM cho biết show thời trang New Traditional của nhà thiết kế Tường Danh đã không thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Sở. Thanh tra Sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan, trong đó có lấy ý kiến của các chuyên gia để xác minh sự việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Cơ quan này cũng đã có văn bản phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trao đổi về biện pháp kiểm tra xử lý kịp thời trong trường hợp các hình ảnh nội dung vi phạm lan truyền trên không gian mạng. Kết quả xử lý sẽ sớm được thông tin đến các đơn vị truyền thông. Trước đó, hình ảnh trong show diễn New Traditional diễn ra tại thành phố Thủ Đức vào ngày 6 tháng 5 trở thành tâm điểm của dư luận với hình ảnh người mẫu đội nón quai tha mặc áo yếm cách điệu để lộ phần lưng và vòng ba, cũng như những hình ảnh có yếu tố tôn giáo nhưng thể hiện phản cảm.